bạn. Chú ý, đó là tố MC. Trong những bóng đá trường phổ của quốc gia Việt Nam thì không là gì tố MC. Anh đến từ mảnh đất Bình Dương. Không anh em ơi, về trận đấu ngoại binh sau trận đấu này đó là ngoại binh của thầy giáo anh. Lê Văn Thành và Dương Phương Nam. Đó là những gương mặt trẻ xuất hiện ở trận đấu cuối cùng. Trận đấu để giành phần thưởng riêng ngoài giải đấu 10 triệu đồng. Trận đấu diễn ra ngay sau trận chung kết. Điểm số là 1-0 vào phạt bóng của Trần Đức Hạnh. Rất mạnh nhưng được một quá êm của Mỏ Hồng. Mỏ Hồng làm gì? Một pha ném gạch của Mỏ Hồng anh em ơi. Tầm bóng quá cao, trên chắn phải một găng. Thủ quá tuyệt vời. Trời ơi, tiếp tục được dành cho Đinh Văn Phương. Sau đó Đinh Văn Phương ném gạch, một pha sẻ uy lực. 2-0. Tiếp tục là Mỏ Hồng. Trời ơi, trên chắn anh em ơi. Mỏ Hồng đang có phong độ cực kỳ tuyệt vời ở thời gian gần đây. Hồng lên một đôi giày mới, lên một đôi Asics mới rồi. Đan. Một pha ném gạch 3m của Phương Lưu Đạn. Quá khủng khiếp. 4-5. Đón xem trận đấu này full HD đây. Sau đó là một pha tấn công quá khủng khiếp của Mỏ Hồng anh em ạ. Giả cũng cho rằng pha tấn công trước đó của Mỏ Hồng ở trong sân, nhưng quyết định đã được đưa ra anh em nhá. Và bám chặt phong tỏa Đinh Văn Phương của Mỏ Hồng. 11-7. Bước 1 tốt rồi, biến ai không phải hàng sau của Đinh Văn Phương. Phòng thủ sáu lùi quá khét của Tu MC. Sau đó là tình huống chuyền hai của Mỏ Hồng dành cho Tu MC, đàn thủ lĩnh của vật liệu xây dựng Bình Dương. Điểm số là 12-7. Đây là các đội bóng đến từ công ty. Một pha phong tỏa Đinh Văn Phương của Mỏ Hồng. Bốn ngoại binh này thì khủng khiếp rồi. Bước một quá đẹp của Phương Lưu Đạt. Tấn Đức Hạnh tuyệt vời. Pha lấy dấu của Đức Hạnh rồi. Pha bỏ nhỏ chưa thành công của Mỏ Hồng. Đấy là Đức Hạnh. Một pha ném gạch của Đức Hạnh rồi.